Nếu quý vị chưa từng có dịp đi bộ lên dãy núi Dolomites ở Italy thì nay bạn có thể làm được điều đó, ít nhất là trong thế giới ảo. Với con số ngày càng tăng các apps thực tế ảo và ống nghe được đưa ra thị trường, các cơ hội trải nghiệm những thế giới này càng sẵn có hơn. Nhưng cùng với sự kiện này là khả năng trải nghiệm thêm những mục quảng cáo. Thực tế tăng cường và thực tế ảo dự kiến sẽ đem lại khoảng thu nhập lên tới 150 tỷ đô la trước năm 2020. Vì thế đó là công nghiệp đang bành trướng, con số này sẽ bắt mắt giới tiếp thị. Đối với các nhãn hiệu, điều đó có nghĩa là tạo ra những trải nghiệm đi kèm với các sản phẩm của họ, như cuộc đi bộ trong thực tế ảo của hãng Mero để giới thiệu sản phẩm là những đôi ủng mới để đi bộ. Nó thực sự đặt bạn vào không gian để cảm nhận việc mang những đôi giày đó sẽ ra sao và ở một trong những môi trường thực sự lạ lùng này. Hãng không Lufthansa của Đức cũng đưa người xem lên những đỉnh cao mới với FVR của hãng, nhập vai trong khoang hạng nhất của máy bay, đầy đủ với các tiếp viên và dịch vụ rượu sâm banh cho đến lúc này phương tiện mạnh nhất trên hành tinh hay phương tiện nhập vai nhất là màn hình chiếu phim khổng lồ hay loại dạp chiếu phim imax thực tế ảo giúp bạn nhập vai nhiều hơn thế vì vậy một nhà quảng cáo có thể kết nối với khán giả bằng fvr là một cách đáp ứng rất hữu hiệu và gây ra rất nhiều cảm xúc về một số mặt mà ta có được DJ Roller là người đồng sáng lập NextVR, một công ty công nghệ hợp tác với các hãng nổi tiếng như Fox Sports để biến các sự kiện sống thành thực tế ảo. Với một cửa tọa vốn đã có sẵn, Roller nhìn thấy quảng cáo là một sự khoách trương tự nhiên của kỹ thuật. Chúng ta sẽ có thể xóa hay thay thế mọi thứ rất dễ dàng. Điều đó có nghĩa là một người xem thực tế ảo ở châu Á có thể thấy một quảng cáo tương ứng hơn trong buổi hòa nhạc Coldplay đó so với một khán giả ở Mỹ chẳng hạn. Tuy chưa rõ những chiến dịch VR này sẽ hữu hiệu, hiệu ra sao, điều chắc chắn là vẫn tốn tiền. Để tạo ra được sự trải nghiệm này sẽ khá tốn kém cho người tiếp thị hay cơ quan quảng cáo. Thách thức còn lại là bảo đảm rằng những gì bạn đang làm là trung thực với nhãn hiệu của mình và không phải chỉ trải nghiệm với thực tế ảo chỉ để làm việc ấy. Nhưng đối với những người sinh ra trong thời đại kỹ thuật số là thành phần chính của tuổi trẻ ngày nay, thực tế ảo cũng có thể bình thường như món gà <laughs> viên rán của McDonald's. <laughs> Tại Thụy Điển, các nhà hàng McDonald's tham gia chiến dịch đã bắt đầu phục vụ những bữa ăn gọi là Happy Meal trong những hộp được chuyển qua cho những người xem thực tế ảo. Đối với những nhãn hiệu xanh hơn về kỹ thuật số, thực tế ảo là một cách khác nữa để đến với khối người thế hệ Millennial. Những người thuộc thế hệ Millennial sẵn sàng chia ra rất nhiều tiền để trải nghiệm. Thực tế ảo là một cách để giới tiếp thị đem lại cho người thuộc thế hệ mới này một kinh nghiệm mà họ không thể có được bằng cách nào khác. Một sự trải nghiệm vượt ra khỏi thế giới này mà giới tiếp thị hy vọng sẽ đi đến chỗ chi tiền trong thế giới thực.